là cho chị. Mà bây giờ mình có những người ta không kiểm hết được, chị thông qua được, em chị nói vậy tôi không biết được. Bây giờ chị thì bây giờ chị có trong hành vi cái cớ đó. Bây giờ chị đã bị được đi cái nào tức phạm gì mà hấp chớp mày sao? Đúng không ạ? Anh coi kỹ lắm, anh coi anh đọc cái chuyện đó của người ta tôi không biết. Bây giờ á, cái chốt này kiểm tra chị yêu cầu chị có hay là không, không có là chị sai, đúng không? Thì có cái giấy này nè em, cái giấy này đó là không phù hợp với quy định. Thì vẫn vậy em nói là thông cảm em lần đầu đi, mai em không dám đi nữa. Đã người tôi nói chị nghe nè, ở đây người ta lập chốt ra để bắt mình về hành vi vi phạm. Mình nói tại sao mà bắt mình lại để xử phạt mình mà nói thông cảm sao chị? Không, tại vì em tưởng cái giấy này đi được. Thôi bây giờ đó là chỉ ngắn vắn tắt thôi là chị có phối hợp xử lý không? Không phối hợp xử lý thì để bên công an xử lý để kiểm tra bên giấy tờ xe chị luôn. Nếu mà bên công an người ta xử lý là xe của chị là người ta là sẽ giữ lại luôn đó. Mình nói đơn giản vậy thôi, đừng có nói vòng vòng. Vâng, anh cũng thông cảm đi hả? Đã nói rồi, không đừng có nói tới nó luôn nha. Rồi vậy đi. Tôi giao chị cho bên giao chị cho bên công ty. Làm công ty may mặc à chị? Lương đâu có bao nhiêu tiền đâu mà trong công ty không cấp cho chị giấy mới à? Chị giấy này giấy cũ rồi. Cái giấy này nó mới đưa từ ngày 23 này hôm nay còn ngày 23 này nó ghi mới đây mà. Ngày 23 đâu được. Nè, cái này giấy nó mới đưa. Nói chị không có hiểu, chị nói đây cho qua chuyện chị không à. Không phải qua chuyện, em cũng không có rành, nếu mà ấy thì anh cũng phải thông cảm đi. Chờ công nhân đâu có bao nhiêu tiền đâu. Tức là công ty may mặc theo cái chương 16 đã ngưng hoạt động. Trong trường hợp cấp cho chị phải chứng minh được là công ty đó còn hoạt động theo chỉ thị 16. Chị hiểu không? Dạ. Cái thứ hai là bên mình á là phải có một cái giấy đi đường kèm theo. Trên giấy đi đường đó thể hiện đầy đủ thông tin của người đi đường, điểm và điểm đi, điểm đến, đi về cái việc gì. Còn chị coi lại cái giấy đi đường của chị đi, có thể hiện điểm đi, điểm đến không, đi về cái việc gì không ha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị có chứng minh được là công ty chị con đang còn hoạt động không? Không, đúng không? Không là mình sai. Sai thì ở đây người ta lập biên bản xử phạt là chuyện bình thường. Chấp hành đi chị, ai cũng giải thích nhiều như chị thì nó tốn thời gian. Một trường hợp của chị thôi nè, nãy giờ chị thấy không? Chị làm mất thời gian của tôi biết bao nhiêu rồi. Em cũng đâu có muốn đâu trời, chứ anh cũng phải thông cảm, lương công nhân đâu có bao nhiêu đâu mà hả? Em cũng không có rành nữa. Tại dạ, em tưởng tới cái giấy này là đi được. Không nói được nha. Thì nếu vậy thì mai em không đi đâu. Mình đừng có nói mà mình không có chuyện gì mà đơn giản như vậy. Tự nhiên người ta lập cái chốt này ra để làm cái gì chị? Vậy khỏi kiểm tra đi cho mất công, đúng không? Ai thông cảm với chị đó là đi đầy đường nè. Không, tại vì em không có rành, thông cảm lần đầu. Mà đừng có nói chị không rành nữa, trời ơi, 4 lần giãn cách ở đây rồi, đúng không? Thì mấy lần đó em cũng đi, cũng giấy này đi bình thường. Cái đó, mình đã nói, chị đừng có đặt để mình vô cái vấn đề đó, hiểu không? Đừng có đặt để mình vô vấn đề đó. Mình không biết là chị qua đây là có ai bắt chị lại hay không. Nhưng mà hiện tại chốt này kiểm tra, anh đó là kiểm tra chị và tôi ở đây tôi cũng kiểm tra chị. Về cái việc đi đường của chị không cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh chị đi đường trong thời điểm này là phù hợp. Thì tất nhiên là chị sai, đúng không? Rõ ràng không? Sai thì sao? Sai thì bị xử lý. Tôi hờ chị ra quả, chị ngồi đi. Chị ngồi đi, anh chị nói, ngồi. Anh nói làm sao mà không phù hợp. Em nói là em đi làm. Chị ra quả, chị ngồi đi, tôi giải thích hết rồi ha. Còn nó lát tôi lập biên bản. Một là anh đó lập biên bản, hai là tôi lập biên bản. Nếu mà tôi sai, chị cứ nghĩ là tôi lại. Không có sai, nhưng mà em nói là anh cũng không thông cảm đi. Em cũng không có rằng. Ở đây người ta đã nói cho hai bên, cho hai bên. Chưa thấy không?
không, bên quý quan người ta đã nói không thông cảm rồi, mà chị cứ thông cảm hoài. Ngồi đó đi. Giờ mình sai rồi phải chịu đi vậy chứ thông cảm gì được. Tại vì cái quy định. Công ty yêu cầu chị làm thì phải cấp cái giấy cho chị đường hoàng chứ. Thì nó cấp cái giấy này tưởng là đi được, không có ấy. Giấy này thì bây giờ là 23 tháng 8 là không hợp lệ nữa. Phải do cái mẫu giấy của Sở Công Thương cấp kia mới được. À, chị đâu đi từ đâu về đó chị? Từ nhà về công ty. Giờ về lên công ty á? Không, giờ về nhà. Nhà ở sáng đâu? Sáng đi rồi. Cái chỗ quận 3 đây nè. Là công ty ở chỗ nào? Ở trên Thủ Đức. Dưới Linh Xuân đó. Ừ. Cái giấy này thì em được cái quy định mới của ngày hôm nay là cái mẫu giấy là do Sở Công Thương cấp có dấu chìm nha. Tại vì sáng thấy anh công an kia hả, tôi thấy đi được chứ đâu có ra, đâu có biết đâu. Thì giờ anh cũng thông cảm đi chứ giờ. Thì dịch bệnh giờ nó bùng phát mạnh thì mình đi ra ngoài thì mà có đúng cái giấy quy định. Thì vì lực lượng chức năng là chốt ở đây cả ngày cũng vất vả lắm. Làm cho mình đúng rồi. Cho anh lập giữ lại cái chứng minh nào có tiền thì lên lái chứ giờ
nào cũng kiểm tra, chốt này kiểm tra mà. Dạ. Có lúc kiểm tra có lúc không, mà em nói là em đi xíu là em về, là em đúng là em đi gần ngay đây luôn, mà thấy cái thằng em luôn á, là em đi về thì em không có đi đâu xa. Bây giờ anh bước vào phút thấp nhất nha, cho em nhớ nha. Chỉ thị 16 không? Không, cái chỉ thị là nó khác, nó không phải là luật mà để ấy, cái chỉ thị là đưa từ trên đưa với tụi anh thôi không. Cái còn cái mà cái nào là không văn bản nó luật đàng hoàng anh mới có được cái thực mà. Thì đó đã bản đang cái nghĩa là nghị định 17 ha. Nghị định 17 đó. Trong biên bản nghị định chính này sẽ có ghi rõ cho mình luôn nha.